Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Và ngay trên màn hình của quý vị và các bạn lúc này chính là hình ảnh 4 mẫu xe sẽ được ra mắt trong thời gian tới của VinFast. Và qua cái hình ảnh này thì chắc quý vị và các bạn cũng có thể nhìn thấy ngay thời gian mà VinFast chính thức công bố các cái mẫu xe của mình. Cái tên đầu tiên chính là Lux A2.0, mẫu sedan. Tiếp theo là Lux SA2.0, chữ SUV. Và chiếc xe máy điện Clara. Và như quý vị và các bạn có thể thấy ngay, đó chính là một cái chiến binh mới với cái tên Fadil. Nhờ vào hình ảnh mà các bạn đang thấy trên video lúc này có được chúng tôi có thu thập được qua các cái mạng xã hội, và dựa theo thông tin ngày 28 tháng 6 VinFast chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác với cả GM Việt Nam, thì chúng ta có thể dự đoán được mẫu xe cỡ nhỏ mà VinFast mới mua được bản quyền từ GM, đó chính là cái chiếc OPK. Cái platform của cái chiếc OPK này có lẽ sẽ chính là cái mẫu xe cỡ nhỏ mà VinFast lựa chọn để phát triển cái mẫu xe Fadil của mình. Như các bạn có thể thấy thì hình ảnh phần ngoại thất của chiếc Fadil và chiếc OPK giống nhau như là hai người anh em sinh đôi ấy. Mà chúng tôi đã so sánh rồi, đã tìm hiểu rất nhiều những cái mẫu xe của GM để lựa ra được cái mẫu xe mà có cái hình thức phần ngoại thất khá giống với chiếc Fadil của VinFast. Các bạn có thể thấy đây là một cái mẫu xe cỡ nhỏ, có thiết kế khá là nhỏ nhắn nhưng mà lại rất hài hòa khi mà chúng ta nhìn về cái phần tổng thể thiết kế ấy ạ. Còn khi chúng ta tiến vào cái không gian nội thất thì cái khu vực bảng táp lô của mẫu xe này vẫn là cái kiểu thiết kế khá là quen thuộc với những cái của những cái mẫu xe nhà GM trước đây. Nhưng mà khả năng cao thì khi VinFast đem mẫu xe này về sản xuất tại thị trường Việt Nam thì sẽ có một cái sự thay đổi các cái trang bị ở cả nội và ngoại thất để cho phù hợp với cả thị trường Việt Nam mình hơn. Chắc chắn đây sẽ là một chiến binh nhỏ nhưng mà chứa đựng rất nhiều những cái điều bí ẩn tại thời điểm ra mắt vào ngày 21 tới tại Hà Nội. Theo như chúng tôi dự đoán thì giá bán của mẫu xe cỡ nhỏ này sẽ dưới 400 triệu đồng, rơi vào khoảng 300 cho tới 390 triệu. Và với cái mức giá này thì mẫu xe này chắc chắn sẽ nằm trong cùng phân khúc với các cái sản phẩm hatchback ở hạng A như là Kia Morning này, hay là cái mẫu xe bán rất chạy ở thị trường Việt Nam là Hyundai Grand i10, và là có thể nhắc đến một cái đối thủ đến từ gia đình nhà Thánh, rất nhiều Thánh, Toyota Wigo. Còn các bạn hãy đưa ra những dự đoán giá cụ thể của mình bằng cách comment ngay phía dưới video này. Hãy like, share và subscribe kênh YouTube của Auto Daily để cập nhật liên tục những cái thông tin hot, thông tin về xe tại thị trường Việt Nam, đặc biệt là những mẫu xe của VinFast. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.